Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và hôm nay là ngày 15 âm lịch, cho nên là hôm nay mình hơi bị có ngẫu hứng. Mình sẽ làm thông điệp trăng tròn cho mọi người nha. Và ở đây mình đã có sẵn 4 tụ bài rồi, cho nên là các bạn có thể lựa chọn theo cái tụ bài hoặc là cái đồ vật mà các bạn cảm thấy thu hút nhất. 1, 2, 3, 4. Tụ bài đầu tiên là quả bắp. Tụ bài thứ hai là quả cà chua. Tụ bài số 3 là cà rốt. Và tụ bài số 4 là trái bí đỏ. Mình xin nhắc lại nha. 1, 2, 3, 4. Thông điệp trăng tròn dành cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ trái bắp trước, để xem rồi là các bạn tụ trái bắp các bạn có gì nha. Mọi người chờ mình chút xíu nha. Ok. Và đối với những bạn mà chọn tụ đầu tiên á, thì ở đây mình cảm nhận được rằng là sẽ có một cái sự làm lại trong cái việc tình cảm, và sẽ có một cái sự khởi đầu, một cái sự bắt đầu mới. Có thể rằng cái mối quan hệ trước đây giữa hai bạn á, các bạn có rất là nhiều điều và các bạn vẫn còn có rất là nhiều những cái sự vương vấn ở trong lòng. Đầu tiên ở đây là các bạn có lá 4 xu, lá 4 of Pentacles. Thì hình ảnh của lá 4 xu này á là hình ảnh của một người và bà ta đang cố gắng nắm giữ hết tất cả những gì, ngay cả trên đầu, trên tay, khuỷu tay hay là ở dưới mặt đất. Nó giống như rằng là giữa bạn và người này á, đây là một cái mối quan hệ mà có một cái sự tương tác nhất định. Và cho dù hai bạn đã, có thể là các bạn có những cái sự gây gổ, có thể là các bạn có những cái sự mất tương tác, có thể là các bạn có những cái sự im lặng dành cho nhau, nhưng mà ở đâu đó sâu xa thì lòng hay là ở bên trong các bạn á, cái tình cảm này các bạn vẫn luôn hướng về nhau rất là nhiều. Và để bổ sung cho cái lá này nữa thì ở đây các bạn có lá spiritual connection, nó giống như là cái sự kết nối về mặt tâm linh vậy. Và giữa hai bạn hay là cái hợp đồng giữa hai bạn có một cái sự liên kết hoặc là cái mối liên kết á, nó rất là khó chấm dứt ở đây. Ở đây á, thì trong cái trả bài của các bạn nó không nói rõ lên rằng là cái việc các bạn vẫn còn đang trong một mối quan hệ, vẫn còn đang trong việc tương tác, hay là cái việc mà các bạn đã rời xa nhau rồi, mà nó chỉ có một cái sự khẳng định rằng á, nếu như mà cái câu hỏi của bạn dành cho cái người mà bạn đang nghĩ đến á, họ có tình cảm với bạn hay không, thì câu trả lời sẽ là có, và họ cực kỳ quan nói chung là muốn nắm giữ hay là muốn trân trọng cái mối quan hệ này. Và họ nhận ra được rằng có thể giữa bạn và họ, cả hai người đều có những cái mối liên kết hay là những cái gọi là cái sợi dây hay là những cái tơ duyên á, nó vẫn còn chưa có dứt được. Ở đây nè, các bạn có lá retreat là sự làm lại, các bạn có lá ace of pentacle và các bạn có lá pair of cups. Đôi khi á, cái lá retreat nó còn mang ý nghĩa là lui lại hay là rời khỏi, nhưng mà khi mà nó mang đến, nó có hai tận hai lá là Ace of Pentacles và Page of Cups ở đây á, nó nói lên rằng là cái khoảng thời gian mà các bạn, có thể là các bạn đã có những khoảng thời gian tạm ngừng kết nối, hay là cái khoảng thời gian các bạn đi sâu đi xa, các bạn có những cái giây phút tĩnh lặng để có thể suy nghĩ về bản thân, về cái tình cảm này, và liệu rằng cái mối quan hệ này nó như thế nào á, thì cái khoảng thời gian đó nó đã đến hồi chấm dứt rồi, và sẽ có một cái sự khởi đầu mới với một cái con đường mới, có những cái sự lựa chọn
dành cho các bạn. Và Pay of Cups giống như là bạn thấy hình ảnh của một chú bé và cái ly với cái trái tim đây, giống như là cái tình cảm dạt dào hay là một cái sự khởi đầu mới nó sẽ bắt đầu lại. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 1 á, nếu như mà các bạn đã từng có một cái khoảng thời gian hay là một cái giây phút nào đó mà các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi và các bạn muốn rời xa nhau á, thì thật ra nó chỉ là những cái gì đó nó rất rất là nhất thời thôi. Và các bạn cả bản thân bạn và người đó, các bạn biết rõ rằng đó là cái mối liên kết của chúng mình, của chúng ta nó rất là lớn ở đây. Và lời khuyên của các bạn á, hồi nãy mình mới thấy một lá ở đây. Các bạn có lá What do you need to release, là cái điều gì mà bạn cần làm để buông bỏ, và Choose your battle. Có thể rằng á, cái sự kết nối này lại á thì nó mang đến cho bạn rất là nhiều những nỗi sợ, ví dụ như là cái việc lo lắng hay là những cái sự tổn thương, hay là bạn lo lắng rằng là những cái điều mình đã từng xảy ra trong quá khứ, những cái gì mà đã làm cho hai bạn có một cái sự ngừng lại hay là cái sự lùi lại á, làm cho hai bạn cảm thấy rất là sợ hãi, thì bạn sẽ phải đối diện cái vấn đề đó một lần nữa. Nhưng ở đây á, mọi cái sự quyết định nó đều là từ phía bạn, và liệu rằng bạn có dám để chấp nhận hay là đón nhận những cái thử thách, và liệu rằng bạn có dám để giống như là rời bỏ hay là buông bỏ những cái nỗi sợ của mình hay không. Và cái quan trọng rằng là cái việc mình cần phải đi tìm cái sự cân bằng và tìm lại cái sự tự tin vốn có của mình. Có thể rằng á, đối với những bạn mà chọn tụ số 1 này á, sau một khoảng thời gian á, các bạn bắt đầu có những cái suy nghĩ hay là các bạn có một cái mất tự tin về cái đời sống tình cảm của mình. Các bạn cảm thấy không còn những cái nguồn năng lượng tích cực nữa, bạn cảm thấy rất là mệt mỏi và bạn không biết rằng là liệu rằng mình có thể gặp được một cái ai đó hay là một cái tình cảm hạnh phúc nào nữa hay không. Thì thật ra những cái điều hạnh phúc hay là những cái gọi là sự tuyệt vời, sự dư dả, cái sự mà dồi dào nó vẫn luôn ở phía trước, cái tương lai ở phía trước nó vẫn còn đang chờ đón các bạn. Ở đây nè, bạn có lá Abundance và lá Engagement. Tất cả những lá này nó đều nói là những cái sự hứa hẹn rất là tuyệt vời, và chỉ cần bạn có một cái điều bạn tích cực tin vào chính bản thân của mình, hay là bạn bạn luôn có những cái suy nghĩ rất là lạc quan, rất là vui vẻ, và bạn nhận biết được rằng bạn có sự tự tin rằng á, bản thân mình xứng đáng để đón nhận được những cái điều hạnh phúc á, thì thật ra mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Những cái con đường mới, những cái khía cạnh mới, hay là cái sự làm lại cái mối quan hệ, cái sự quay trở lại á, tất cả mọi thứ nó đều dựa vào cái sự lựa chọn của các bạn. Và cái lá Rojaka này ở đây nó mang cái từ khóa có nghĩa là I know, tôi biết điều đó. Và đối với những bạn chọn tụ số 1 á, thì rõ ràng là các bạn biết rõ cái điều đó ở đây, và tất cả mọi thứ nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều, ý là những cái điều còn lại á, nó sẽ phụ thuộc về cái quyết định hoặc là cái sự lựa chọn cho cái mối quan hệ này của các bạn như thế nào. Và dù các bạn có cái sự lựa chọn rằng là các bạn lựa chọn cái hướng đi mới, con đường mới, hay là các bạn lựa chọn cái sự kết nối lại, hay là quay về, hay là tiếp tục với cái người này đi chăng nữa, thì cho dù bạn có sự lựa chọn nào thì hãy tin rằng là mình xứng đáng được hạnh phúc, và khi và chỉ khi mình yêu thương bản thân của mình đủ thì yes, những cái gọi là những cái sự cam kết lâu dài hay là những cái tương lai với những cái sự đầy đủ, những cái gì đó lấp la lấp lánh đang chờ đón các bạn ở phía trước. Đây là một thông điệp rất là đẹp. Và dạ, hãy nhớ rằng là nếu như mà những bạn chọn tụ số 1 trong đầu, trong lòng của bạn á, đang nghĩ về một ai đó và đang mong muốn biết được rằng là cái mối liên kết của mình và họ như thế nào á, thì ở đây bạn có cái lá này Spiritual Connection, có nghĩa là một cái mối liên hệ, một cái sự kết nối về mặt linh hồn giữa bạn và họ, và các bạn đều có những cái sự mong muốn, có những cái sự gắn kết và gìn giữ cho cái mối quan hệ này. Và đó chính là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 1 nha. Đây là một cái tụ rất là đẹp. Mọi người chờ mình chút xíu nha. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ số 2 là tụ quả cà chua. Để xem là những bạn chọn tụ số 2 các bạn có gì nha. Đối với những bạn chọn tụ số 2 á, thì thông điệp
trăng tròn dành cho bạn đó, đó chính là cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi và đừng mãi bị đắm chìm trong quá khứ nữa. Ở đây bạn có lá Nine of Swords, lá chính kiếm nè, nó nói lên là một cái sự ám ảnh, một cái điều gì đó day dứt nó vẫn còn ở trong lòng bạn. Và đôi khi đối với những bạn mà chọn tuổi số 2 á, nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy như là ăn không ngon, ngủ không yên, có một cái điều gì đó mà các bạn mất ngủ hay là bạn phải suy nghĩ về nó về hàng đêm, mỗi đêm rất là nhiều. Và bổ sung cho cái điều đó nữa, các bạn có lá Codependency ở đây, một cái sự phụ thuộc rất là lớn. Ở đây các bạn có lá Seven of Swords là hình ảnh của một trận chiến không cân sức hay là một cái điều gì đó nó đã từng xảy ra và bạn cảm nhận được có thể bản thân của bạn á, bạn cảm thấy cái sự không công bằng á, nó bị hơi bị nghiêng về phía bạn, có nghĩa là bạn là cái người mà bị đối xử rất là bất công trong cái mối quan hệ này. Thì chính vì như vậy cho nên là bạn càng thấy cái việc mà mình cảm thấy bị ấm ức á, mình không chịu, mình không có đối được đối xử công bằng á, làm cho bạn bị day dứt về nó và bạn khó mà có sự buông bỏ được. Nhưng mà và ở đây nữa nè, bạn có lá refusing to see, bạn chấp nhận để nhìn thấy sự thật, bạn quyết định nhắm đôi mắt của mình lại và bạn bạn giống như là tự thuyết phục hay là tự như là tất cả những cái gì đã xảy ra với bạn á, hay là những cái gì có sự tổn thương đến với bạn nhưng mà bạn vẫn luôn cố gắng tìm những cái lý do hay là bạn vẫn luôn cố gắng thuyết phục mình rằng là thật ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, và nếu như mà bản thân của mình tiếp tục cố gắng hay là bản thân của mình chỉ cần làm ngơ hay là chỉ cần cái người đó, cái người bạn nghĩ đến đó, họ vui vẻ, họ happy happy với mình, chỉ cần cái giây phút đó thôi thì mình sẵn sàng mình bỏ qua được hết tất cả. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á là tất cả những gì mà các bạn đang chịu đựng á, cái đó đều là cái sự bất công về phía các bạn cả. Các bạn đang phải chịu đựng cái sự bất công, các bạn đang bị hành hạ về tâm lý dành cho chính bản thân của mình. Và các bạn có lá A Personal Issue Rich Resolution, và đã đến lúc mọi chuyện nó cần phải có một cái sự giải pháp, cái sự giải thoát ở đây. Có thể rằng cái sự quyết định của các bạn á là nên tiếp tục hay nên dừng lại cái mối quan hệ này, cái điều này nó khá là day dứt và các bạn có rất là nhiều những cái vấn đề cần suy nghĩ. Nhưng mà thật sự nha, đối với những bạn chọn tuổi số 2 á, một khi mà các bạn đã có một cái suy nghĩ rằng là cái câu hỏi về cho chính bản thân của mình á là mình nên tiếp tục hay là mình nên dừng lại trong cái mối quan hệ này á, thì thật ra đã bắt đầu có những cái điều gì đó nó không hề ổn ở thời điểm hiện tại rồi, và các bạn cần phải có một cái gọi là cái sự dũng khí để nhìn nhận, để nhìn ra cái điều đó. Ở đây các bạn có lá A New Start Coming, có nghĩa là một cái sự khởi đầu mới đang đến, và cái việc mà các bạn có dám đến được cái sự khởi đầu mới đó hay không đó, đó sẽ là cái sự lựa chọn dành cho các bạn. Cho nên cái thông điệp trăng tròn dành cho các bạn đó chính là những cái gì ở quá khứ á, thì hãy để nó trôi qua và để cho những cái điều bắt đầu một cái sự khởi đầu mới, những cái gì tuyệt vời mới nó đang chuẩn bị đến với các bạn, nên là hãy hãy đón nhận cái điều đó. Và ở đây nữa nè, các bạn có lá Ace of Wands, nó cũng tượng trưng cho là một cái sự khởi đầu mới, giống như là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Ngài đang cầm một cái gậy thần sáng thế, và từ cái cây gậy này á, thì bắt đầu những cái sự sống hay là những cái sinh linh nó bắt đầu xuất hiện. Thì nó là như vậy á, một cái chương mới, một cái chặng đường mới nó đang chờ đón các bạn ở phía trước rồi. Cho nên đối với những bạn chọn tuổi số 2 á, liệu liệu rằng bạn có chấp nhận hay là bạn có dám có những cái dũng khí để vượt qua được những cái gọi là những cái ám ảnh hay là cái sự phụ thuộc, và bạn có đầy đủ cái dũng khí để nhận ra rằng nếu như mà mình tiếp tục ở trong cái mối quan hệ này á, thì mình vẫn sẽ phải tiếp tục chịu gọi là những cái gì đó nó bất công, nó không được công bằng về phía bản thân của mình, và mình từ chối để nhìn nhận những cái vấn đề đó, mình từ chối nhìn nhận cái điều đó. Bạn cần phải có một cái sự lắng nghe từ trong trái tim về cái thế giới nội tâm của mình, và thật ra cái thế giới nội tâm của bạn nó đang gào thét với bạn rồi, nó đã nói với bạn rằng là đủ rồi, tất cả mọi chuyện, mọi thứ nó nên có một cái sự khởi đầu mới và bạn cần phải thoát khỏi, chấm dứt khỏi cái tình trạng này ở đây. Có thể đối với những bạn chọn tuổi số 2 á, các bạn có một cái gọi là lòng kiêu hãnh hay là rất là lớn, và bạn biết được rõ rằng là mình tuyệt vời như thế nào và bạn không chấp nhận được bản thân của mình sẽ là cái người thua cuộc. Giống như rằng là bạn bạn nghĩ rằng bạn biết được rằng là có thể là
có được cái tình cảm của mình á, thì đó chính là cái sự tuyệt vời, rất là tuyệt vời dành cho cái người còn lại. Và khi mà họ làm những cái điều bất công hay là đối xử bất công với mình á, bạn cảm thấy giống như là đáng lẽ ra là mình đâu có xứng đáng để bị như vậy đâu, nhưng mà tại sao họ vẫn đối xử với mình như vậy. Và cái người kia á, thì mình cảm nhận được trong cái trả bài của các bạn á, người kia họ đang lùi xa từ từ rồi, và họ có một cái sự lạnh lùng nhất định. Có thể là các bạn vẫn còn đâu đó, đối với những bạn chọn tuổi số 2, các bạn có một cái sự mong đợi về tình cảm dành cho người này. Ở đâu đó trong bên trong các bạn có một cái sự hy vọng nhất định rằng là họ sẽ quay trở về với các bạn, hay là tình cảm của họ dành cho bạn vẫn là còn rất là nhiều. Nhưng mà thật ra ở đây á, nó tất cả nó đều đến từ cái việc rằng là bạn từ chối để nhìn nhận sự thật, bạn từ chối nhìn thẳng vào vấn đề, và mọi cái như là bạn đang tự tạo ra những cái lý do, mọi cái như là bạn đang cố gắng tự huyễn hoặc mình. Và khi mà các bạn làm như vậy á, thì thật ra mọi mọi chuyện nó sẽ càng tệ hại hơn mà thôi. Và ở đây đối với những bạn nhận tuổi số 2, mình cảm nhận được rằng là các bạn đã có những cái sự linh cảm hay là những cái cảm giác, những cái cảm xúc nhất định về vấn đề đó rồi. Yes, các bạn có lá đờ hơn mình ở đây. Các bạn đã biết được, các bạn đã lắng nghe được cái tiếng nói hay là cái tiếng gào thét ở bên trong trái tim hay là bên trong bản thân của mình, và cái cảm giác nó có sự một cái gì đó, các bạn đang bị cô đơn hay là đang bị gọi là sao ta, bị bỏ rơi hả ta, không biết là mình dùng từ bỏ rơi có đúng không, nhưng mà kiểu dạng như là mình đang phải độc thân trong chính cái mối quan hệ của mình, nó là dạng dạng như vậy á. Cho nên là hãy để bản thân của mình có những cái con đường mới, cái sự lựa chọn mới hơn, và hãy có một cái sự mạnh mẽ, dũng khí để đưa ra quyết định dành cho bản thân của mình. Yes, các bạn có lá đờ đi vô đây. Quá nhiều cái gọi là codependency, quá nhiều cái sự phụ thuộc trong cái mối quan hệ này. Cho nên là các bạn chọn tuổi số 2 á, các bạn cần phải có cái sự dũng khí hơn và để đưa ra cái quyết định của mình. Các bạn đang ở trong cái gọi là cái sự lưỡng lự của cái việc mà ra đi hay dừng lại. Và có một cái điều đó nó khá là tiếc nuối ở đây, nhưng mà mọi thứ nó đã có một cái gọi là hồi chuông cảnh báo rồi, và nó đã lên tiếng rồi, và các bạn đã lúc các bạn cần phải sao ta, chuẩn bị sẵn sàng cho một cái cuộc hành trình mới sắp đến. Ở đây nè, bạn có lá be supportive nha, có nghĩa là hãy có một cái gọi là better for to show you care. Cái việc mà các bạn càng cố gắng chứng tỏ, cái việc mà các bạn càng tỏ ra là mình quan tâm trong cái mối quan hệ này, hay là mình càng mong muốn cái gì đó, thì tất cả mọi thứ nó đều có một cái thiên hướng hay là cái xu hướng bị ngược lại. Và đối với những bạn chọn tuổi số 2 á, thì đối với mình thì giống như là các bạn đang bị mắc kẹt trong chính cái mối quan hệ của mình, trong và các bạn không nỡ rời đi. Và chính vì vậy là các bạn đang tự tạo ra cái địa ngục trần gian vậy. Các bạn có rất là nhiều những cái ước muốn, những cái gọi là hy vọng, và các bạn nghĩ rằng là người này sẽ các bạn có bốn kiếm, các bạn có lá đờ đét ở đây. Mọi thứ nó đã đến cái giai đoạn mà các bạn cần phải có sự nghỉ ngơi rồi, và cái sự kết thúc đã đến rồi. Tất cả những cái gì mà các bạn mong đợi về romance, những cái gì đó nó rất là lấp la lấp lánh, về những cái mà gọi là be supportive, có nghĩa là cái sự quan tâm chăm sóc của người kia hay là cái tình cảm của cái người đó dành cho bạn á, tất cả mọi thứ nó chỉ thiên về cái sự mong đợi của bạn, hay là những cái điều mà các bạn tự nói ra, các bạn tự thuyết phục mình, hay là những cái mà làm cho các bạn càng có cái sự phụ thuộc trong mối quan hệ này hơn mà thôi. Nhưng mà thực tế ở đây á, thì mọi thứ nó không hẳn là như vậy, và yes, cái chương cũ nó đã lúc có cái sự kết thúc rồi, và một cái chương mới nó cũng đã cần phải mở ra ở phía trước. Cho nên đối với những bạn chọn tuổi số 2 á, các bạn cần phải có cái sự cố gắng lên, và cần phải có gọi là cái sự dũng khí để nhìn nhận hay là để chấp nhận sự thật. Và một khi mà các bạn có được cái sự chấp nhận sự thật ở đây á, thì có thể rằng cái nỗi đau nó sẽ rất là đau, nhưng mà ở đâu đó các bạn sẽ là một phần để các bạn tiến lên về phía trước, và các bạn có thể tìm lại được cái sự chữa lành hoặc là cái sự healing dành cho chính bản thân của mình. Và đó chính là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi số 2 nha. Bây giờ mình sẽ đến với tụ thứ ba là củ cà rốt, để xem là các bạn có gì.
Mọi người đợi mình chút xíu nha. Đối với những bạn mà chọn tuổi số 3 thì ở đây nó sẽ thiên về cái việc rằng là nó là tình cảm một chiều, và thật ra nó cũng là tình cảm hai chiều luôn á mọi người. Ở đây nè, các bạn có lá unrequited love, cho nên đó chính là lý do tại sao mà mình nói đây có thể là một tình cảm một chiều và cũng có thể là tình cảm hai chiều. Và ở đây bạn có lá action speak loudly, nó giống như là cái việc là cả bạn và đối phương á, các bạn đều có tình cảm với nhau, vẫn đều hướng về nhau. Có thể đây là một cái mối quan hệ hoàn toàn mới, hoặc có thể đây sẽ là một cái mối quan hệ đã cũ rồi, nhưng mà các bạn vô tình gặp nhau và các bạn có tìm lại được cái sự tương tác, hay là một cái điều gì đó nó cái cảm giác nó quay trở về á, và có một cái sự ngại ngùng ở đây. Ý là các bạn đang trong cái tình trạng gọi là đang thăm dò thái độ của đối phương như thế nào, và chính vì cái sự ngại ngùng hay là cái sự ngập ngùng đó, cho nên là bạn không biết rằng là liệu rằng khi mà mình có cái sự chủ động đó, thì thái độ của họ sẽ như thế nào. Thì action speak loudly ở đây nó mang cái ý nghĩa rằng là hay là đã lúc mình cần phải có những cái tín hiệu nào đó rõ ràng hơn hay sao. Và có thể rằng á, cái đối phương của bạn á là họ cũng cũng có tình cảm với bạn, nhưng mà ở đây á họ họ cũng mong đợi cái sự tín hiệu, một cái điều gì đó rất là rõ ràng hơn về phía bạn. Và yes, các bạn có lá Vrouw Chakra ở đây. Cái Vrouw Chakra này nó nói lên rằng là cái việc là đã lúc mình cần phải nói lên những cái tiếng nói từ bên trong trái tim của mình, từ bên trong bản thân của mình. Thì đối với những bạn chọn tuổi số 3, nếu như mà các bạn cảm nhận được rằng có một cái điều gì đó, hay là các bạn cảm nhận được có vẻ cái người kia họ cũng hướng về phía mình á, thì hãy cho họ những cái tín hiệu rõ ràng hơn để họ có thể biết được những cái điều đó. Ở đây nè, bạn có your dream need a practical plan, ý là những cái kế hoạch của bạn, những cái giấc mơ của bạn cần có một cái kế hoạch cụ thể. Vậy thì cái kế hoạch cụ thể của bạn á, để mà mình có những cái tín hiệu rõ ràng hơn, hay là mình bật đèn xanh, hay là một cái tín hiệu ngành nào đó để cho đối phương, hay là mình có thể như là có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn hay là cái gì đó, thì hãy bắt đầu lên cái kế hoạch, hay là mình bắt đầu có thể bắt đầu áp dụng được rồi. Và nếu như mà hỏi rằng cái người này á họ có tình cảm với bạn hay không á, thì câu trả lời sẽ là yes, họ có tình cảm với bạn. Và về phía họ thì bạn giống như là một cái người rất là tuyệt vời, một cái người tràn đầy cái sự nữ tính, và họ mong muốn có sự bao dung che chở, hay là họ mong muốn được bảo vệ bạn. Ở đây các bạn có lá attraction, cho nên là các bạn có những cái sự thu hút rất là nhau, ý là các bạn thu hút lẫn nhau rất là nhiều chứ không phải. Cho nên là nếu các bạn vẫn còn đang bị cái gọi là những cái nỗi sợ hay là những cái điều lo lắng dành cho bản thân của mình, ở đây trong trải bài của những bạn nhận tuổi số 3, các bạn có rất là nhiều lá nói lên rằng là hãy đưa thêm nhiều cái tín hiệu hơn. Tại vì đa số những bạn mà xem video của mình á đều là nữ, cho nên là mình sẽ không khuyên là các bạn cần phải chủ động hay là nói huỵch tạc ra hết. Tại vì đối với mình á thì mình hơi bị giống như là hơi bị cổ hủ, cho nên đối với mình á nữ, đối với các bạn nữ thì bật đèn xanh chính là cái việc mà maximum cho việc chủ động rồi. Nhưng mà tất cả mọi thứ á, nó sẽ còn phải tùy thuộc về các bạn nữa nha, có nghĩa là nó sẽ tùy thuộc về cái cá tính, hoàn cảnh hay là cái môi trường của các bạn, để các bạn có những cái kế hoạch của riêng bản thân của mình. Chứ không hẳn rằng là tại vì mình chỉ khuyên rằng là các bạn chỉ nên bật đèn xanh thì các bạn đạp y chang như vậy, có nghĩa là phải phụ thuộc hay là tùy thuộc về rất là nhiều về cái từng cái trường hợp hay là cái tình huống của các bạn. Và cái lý do tại sao mà mình nói là cái trải bài của bạn nó cần nói lên cái sự chủ động rất là nhiều. Ở đây các bạn lại có thêm một lá nữa, đó chính là be bold and make the first move, có nghĩa là hãy tạo nét, đồ nét hay làm cho sắc nét và có những cái bước đi đầu tiên. Và yes, tất cả những cái mà các bạn đang trải qua hay là cái commitment của các bạn á, nó đang dưới cái sự thử thách, và khi mà các bạn trải qua được hết á, các bạn vượt qua được những cái gọi là những cái sự e ngại, ngại ngùng, cái sự ấp úng hay là lo sợ á, thì dập. Ở đây nè, các bạn có lá well deserved reward và if you believe, là nếu như bạn thật sự tin tưởng thì những cái món quà tuyệt vời, những cái món quà xứng đáng đang chờ đón các bạn ở phía trước. Và cái món quà xứng đáng ở đây có thể rằng là cái tình cảm hoặc là cái mối quan hệ mà các bạn luôn hướng tới, hay là cái điều mà các bạn ấp ủ bấy lâu nay trong lòng. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 3 này á, cái tụ củ cải á, thì cái tình huống á, nó chính là cái việc rằng là yes, đã đến lúc các bạn nên có cái sự gọi là những cái tín hiệu rõ ràng hơn, và
Thay vì mà mình có rất là nhiều cái e ngại, cái sự ấp úng hay là những cái sự lo sợ á, thì hãy mạnh dạn lên và có nhiều hơn những cái tín hiệu hơn nữa. Biết đâu được rằng cái người bên kia họ cũng đang chờ đợi, họ cũng đang thăm dò, họ cũng đang để cho bạn biết được rằng là tình cảm của họ như thế này, như thế nào thì sao. Ở đây bạn có lá ba kiếm ở đây, cho nên là có thể đối với những bạn chọn tụ số 3, các bạn lo sợ cái sự gọi là cái việc là trái tim bị tan vỡ, bạn lo sợ cái việc bị thất bại, bị từ chối. Nhưng mà nếu như mà các bạn không có sự hành động, các bạn không phát ra tín hiệu á, thì thật ra các bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết được cái câu trả lời của mình như thế nào. Các bạn có rất là nhiều cái khoảng thời gian hay là cái dạng như là một mình các bạn phải đối chọi, các bạn có một cái sự dằn vặt rất là lớn giữa việc nên tiếp tục hay là nên rời bỏ cái mối quan hệ này. Và giống như rằng là cái tình cảm mà khi mà các bạn không thể nào nói nên lời á, thì đôi khi các bạn không có câu trả lời chính xác mà các bạn cứ bị giống như là bị dây dứt, bị kìm chân lại trong cái mối quan hệ này. Các bạn có cái sự gọi là rất là bị giống như là có nhiều cái sự e ngại, nhiều cái sự lo sợ ở đây. Và khi mà các bạn một mình á, thì các bạn đều phải đối diện với hay là lắng nghe cái tiếng lòng, cái bản thân của mình đang gào thét như thế nào. Các bạn có The World ở đây. Cái lá The World ở đây á, nó thường là mang ý nghĩa rằng là cái chương cũ nó đã đóng rồi và một cái chương mới đang mở ra. Nhưng nha, nó vẫn còn một cái ý nghĩa nữa, đó chính là những cái mục tiêu hay là những cái gì mà các bạn đang hướng tới á, nó đã sắp được hoàn thành rồi, nó đã sắp có được những cái thành tựu nhất định rồi, giống như là cái đích đến cuối cùng á, nó đang chờ đợi các bạn ở phía trước rồi. Cho nên là đối với các bạn chọn tụ số 3 á, hãy hãy có cái sự cố gắng hơn một chút nữa. Và nếu như cái tình cảm này là cái điều mà các bạn mong muốn, và nếu như tình cảm này là một cái điều mà các bạn hằng chờ mong á, thì đừng để nó vụt mất một cách rất là dễ dàng như vậy. Và cái điều mà làm cho chúng ta dễ buồn hay là dễ thất vọng nhất á, đó chính là cái việc sau một khoảng thời gian khi mà chúng ta ngồi suy nghĩ á, chúng ta có sự gọi là kết nối lại với những cái mảnh ghép nhỏ và chúng ta nhận ra được rằng là ồ, thì đã cái người này họ cũng có tình cảm với mình, tại sao bấy lâu nay mình ngại ngùng, hay là tại sao lúc trước mình không dám làm cái điều gì đó. Thì cái sự hối hận hay là cái sự dây dứt, cái sự tự trách về bản thân của mình á, nó sẽ càng có nhiều cái điều tiếc nuối hơn. Cho nên là hãy để cho mọi thứ có một cái sự bắt đầu, và cái mục tiêu mà bạn bạn đã đề ra, bạn luôn hướng tới á, thì hãy cho nó một cơ hội để có thể được thực hiện, để có thể được hoàn thành. Để mình xem rằng là hai bạn trong tương lai có thể sẽ như thế nào. Các bạn có lá chemistry ở đây, các bạn có rất là nhiều những cái phản phản ứng hóa học dành cho nhau. Có thể là các bạn không gặp nhau thì thôi, nhưng mà mỗi lần mà các bạn có cái sự tương tác á, thì nhất định rằng là có cái điều gì đó nó xốn sang lên. Và không hẳn là về phía bạn, đây là một cái sự tương tác giữa hai chiều, ý là phải là đều là hai cái chất hóa học, nó có một cái gì đó nó đụng vào nhau thì nó mới có cái phản ứng được. Và nếu mà về một phía thì cũng không thể nào gọi là phản ứng hóa học được. Children. You deserve love. Bạn xứng đáng được yêu thương, bạn bạn xứng đáng được đón nhận những cái tình cảm này. Cho nên là hãy cho bản thân của mình một cơ hội và hãy cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Mình sẽ rút thêm một lá nữa và một lá nữa cho cái trải bài này. Cũng hơi bị hồi hộp. Playfulness, yes. Hãy tận hưởng những cái khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau, hãy đừng để mọi thứ nó vụt mất, hay là đừng để mọi thứ nó rời xa quá sớm. Và hãy với một cái tinh thần lai hết tịch, một cái tinh thần mà các bạn đã có những cái gọi là sự chuẩn bị, không hẳn là sự chuẩn bị, nhưng mà khi có một cái điều rất là thú vị á,
Ở đây đó chính là cái việc khi mà các bạn luôn luôn vui vẻ, các bạn luôn có một sự happy happy khi ở bên cạnh nhau á. Ý là khi mà chúng ta luôn luôn gặp nhau, chúng ta luôn vui vẻ, chúng ta luôn tràn ngập nụ cười á, thì khi đó cái phản ứng hóa học nó sẽ càng lớn. Giống như rằng là chúng ta sẽ luôn bị thu hút bởi những cái người rất là vui vẻ, những cái người luôn happy happy, chứ chúng ta không hề bị thu hút bởi những cái người mà rất là lúc nào cũng u sầu, rất là buồn bã. Cho nên là đối với những bạn chọn tuổi số 3 thì hãy tận hưởng cuộc sống, tận hưởng hiện tại và hãy có nhiều những cái tín hiệu hơn để nói chung là các bạn vẫn có thể đang trong cái tình trạng thăm dò đối phương, nhưng mà hãy có một cái điều gì đó, hãy có một cái bước tiến mới dành cho cái mối quan hệ của mình. Và đó chính là thông điệp dành cho các bạn chọn tuổi cà rốt. Và giờ sẽ đến với các bạn chọn tuổi bí đỏ nha. Mọi người chờ mình chút xíu nha. Đối với những bạn chọn tuổi bí đỏ thì thông điệp dành cho các bạn đó chính là đây là cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải có sự nghỉ ngơi ở đây. Ở đây các bạn có lá A Time for Healing, là cái khoảng thời gian để các bạn tập trung cho cái sự chữa lành dành cho bản thân của mình. Và ở đây nè, ở đây các bạn có lá 8 ly và lá 3 kiếm ở đây. Cho nên đối với những bạn mà chọn tuổi số 4 này, có thể các bạn đã vừa mới bước ra khỏi một cái mối quan hệ mà ở đó các bạn có những cái sự tổn thương hay là những cái sự tuyệt vọng nhất định. Và khi mà hình ảnh của lá 3 kiếm ở đây, nó giống như là cái việc rằng là bạn bị cái trái tim tan vỡ rất là nhiều. Và chính vì cái sự khi mà cái nỗi đau nó quá lớn rồi á, bạn bạn không còn một cái sự lựa chọn nào hết ngoài cái việc rằng là mình phải rời khỏi cái nỗi đau đó. Bản thân mình phải là cái người tự cứu lấy chính mình, tại vì nếu mà bản thân mình không làm vậy á, thì không ai có khả năng có thể giúp được chính bản thân của mình nữa. Và các bạn chọn tuổi số 3, các bạn đang trong cái hành trình phải chiến đấu đối với những cái cảm xúc hay là những cái cơn dày vò, những cái nỗi nhớ, những cái gì đó nó rất là vật vã, những cái gì đó rất là tuyệt vọng trong cái mối quan hệ này. Thì cho nên là có thể cái khoảng thời gian này sẽ là một cái khoảng thời gian nó có rất là nhiều những cái sự thử thách dành cho các bạn khi mà các bạn phải chiến đấu một mình. Nhưng mà bạn hãy yên tâm rằng là thật ra mọi những cái nỗ lực hay là những cái điều mà các bạn đang phải trải qua nó không hề vô ích, và tất cả những cái gì mà các bạn nó đang đến, nó đang hiện diện đến với cuộc sống của bạn á, nó đều là cái sự sắp đặt của vũ trụ, nó đều là cái sự sắp đặt của số phận. Và hãy có một cái sự gọi là, ở đây bạn có lá forgiving and learning ở đây, đó chính là cái sự tha thứ và học hỏi ở đây. Có thể rằng cái sự chia xa này hay là những cái sự tổn thương này á, từ những cái mối quan hệ cũ trước đây hay là cái việc mà bạn vừa mới chia tay chẳng hạn, thì cái mối quan hệ này á, nó mang đến cho các bạn những cái bài học nhất định. Và cái sự sắp đặt của vũ trụ chính là cái việc khiến để cho các bạn phải trải qua được cái bài học này hơn ở phía trước, và biết đâu rằng cái bài học này á, nó cũng là một cái phần để giúp cho các bạn có thể tìm lại chính bản thân của mình, các bạn sống thật với cảm giác của chính mình. Có thể bấy lâu nay đối với những bạn chọn tuổi số 4 á, các bạn vì cố gắng để làm thỏa hiệp hay là làm hài lòng một ai đó, các bạn cố gắng giống như là níu kéo một cái mối quan hệ nào đó chẳng hạn, mà các bạn là như là mình đã bị kiệt sức hay là mình không còn là chính mình nữa. Đôi khi các bạn có những cái hành động hoặc là có những cái suy nghĩ, các bạn bị đau khổ, bạn buồn, mà cho đến cái thời điểm hiện tại khi mà các bạn ngồi các bạn suy nghĩ lại, các bạn cũng không hiểu tại sao đó mình lại làm như vậy, tại sao mình lại có những cái hành động như vậy. Thì tất cả những cái điều, cái sự tổn thương mà các bạn đã có sự trải qua như vậy á, nó sẽ giúp các bạn có thêm nhiều cái sức mạnh hơn. Và cái này á, nó sẽ hơi hơi giống như với lại cái câu rằng là chúng ta sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, và không gì có thể nhờ vào đó, không gì có thể làm cho các bạn bị hạ gục được. Và chính cái việc đó cho nên là bạn sẽ càng ngày càng tiến lên về phía trước, bạn sẽ chứng tỏ được bản thân của mình, và bạn bạn không còn lo lắng, bạn không còn có sự sợ hãi nữa. Có thể rằng cái sự chấm dứt của cái mối quan hệ này nó rất là mệt mỏi và nó phải có cái sự đấu tranh rất là lớn, bạn phải trải qua những cái thời gian hay là cái thời kỳ nó rất là vất vả, nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà rồi á, sau đó ở đây bạn sẽ có được một cái sự nghỉ ngơi rất là nhiều. Ở đây nè,
Bạn có lá rest and relaxation is essential, ý là nghỉ ngơi và thư giãn thì nó rất là cần thiết dành cho bản thân của bạn ở thời điểm hiện tại. Cho nên là đối với những bạn nhận tụ số 4 á, thì hãy cố gắng tập trung về healing, về chữa lành những cái tổn thương trước. Hãy cố gắng làm cho bản thân của mình có cái sự cân bằng trước. Và cái lá forgiving and learning ở đây á, nó không hẳn, nó sẽ thiên về hai phía. Có nghĩa là cái đầu phía đầu tiên nghĩa là bạn tha thứ cho chính những người đã làm tổn thương bạn, và cái phía thứ hai á, đó chính là bạn tha thứ cho chính bản thân của mình. Và giống như trong những video clip của mình thường hay hay nhắc đi nhắc lại á, đó chính là sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp các bạn bị thiên hay là các bạn bị rơi vào cái tình huống là các bạn tự dằn vặt bản thân của mình. Thật ra ở đây á, mọi việc đều có xảy ra theo cái lý do của nó cả, chứ không có gì gọi là vô tình hay là ngẫu nhiên xảy ra. Cho nên là mọi thứ nó đều có một cái sự sắp đặt của số phận, của định mệnh. Và cái sự rời khỏi hay là cái sự chấm dứt của mối quan hệ này á, cái lỗi lầm nó không thuộc về bất cứ một ai cả, nó không phải là lỗi của bạn, nó cũng không phải là lỗi của cái người còn lại. Nó chẳng qua là cái việc rằng là định mệnh của các bạn nó đã là như vậy. Có thể rằng cái dây duyên, cái dây nợ của các bạn đến đây đã kết thúc rồi. Và một cái câu nói mà mình cũng thường được hay nghe từ cái những người lớn hơn, đó chính là khi mà các bạn hết duyên rồi thì có cố gắng níu kéo hay là cố gắng muốn nắm giữ, hay là cái người đó không thuộc về bạn có cố gắng làm như thế nào chăng nữa thì họ cũng sẽ phải rời đi thôi. Và những người mà các bạn vẫn còn có duyên, có nợ với nhau thì cho dù bạn muốn chạy xa, bạn muốn chạy trốn, bạn muốn rời khỏi hay là bạn muốn đá họ ra thật xa, thì cỡ nào thì cỡ họ cũng sẽ, hai bạn cũng sẽ có một cái điều gì đó, nó có một cái sự kết nối, nó có một cái sự quay về ở đây. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 4 á, các bạn cần phải, mình biết rằng là đây là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn dành cho các bạn, và các bạn cần phải có rất là nhiều những cái điều. Ở đây các bạn có luck compromise nè, là nãy giờ mình chưa nói đến. Và thật ra cái luck compromise này đây, đó chính là không phải là cái sự compromise từ bất cứ một ai khác cả, mà đó chính là cái sự compromise của chính bạn dành cho bản thân của mình. Và đó giống như là cái một cái lời hứa, một cái lời quả quyết, một cái lời khẳng định rằng là bắt đầu từ đây trở về sau á, mình sẽ làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn và mình sẽ biết yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Và khi mà mình làm được như vậy á, thì thật ra mình đang nâng cái tần số hay là nâng cái nguồn năng lượng của mình lên, và mình sẽ không phải gặp lại những cái trường hợp hay là những cái tình huống hay là những cái sự tổn thương như vậy nữa. Mình đã ổn rồi và mình đã đủ rồi, và mình đã có được cái bài học kinh nghiệm hay là những cái gì đó nó đã từng, mình đã học được cái, mình đã gọi là gọi như sao, à, mình đã thi đậu được rồi, mình sẽ không cần phải thi lại cái bài test này của vũ trụ nữa. Tất cả mọi thứ nó đã qua rồi. Và trong những cái khoảng thời gian tuy là nó khó khăn như vậy, tuy là bản thân của mình nó phải đang tự chống chọi với những cái nỗi đau hay là những cái sự tuyệt vọng, nhưng mà rồi tất cả mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Và mình tự hứa với bản thân của mình, hay là mình tự có cái compromise, cái sự khẳng định, cái sự quả quyết với bản thân của mình rằng là mình sẽ yêu thương bản thân của mình hơn, mình sẽ đối xử tử tế với chính mình hơn, và mọi thứ trong tương lai nó sẽ rất là tuyệt vời. Mình tin là như vậy. Bạn có lá 5 ly ở đây. Cái khoảng thời gian này mà các bạn, chung là đối với những bạn chọn tụ số 4 ở đây, là cái kiểu khoảng thời gian mà các bạn đang trong cái quá trình healing, hay là trong cái quá trình mà các bạn đang phải tự chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực, hay là những cái nỗi đau rất là vật vã, hay là những cái gì đó rất là u sầu, u buồn của mình á, thì hãy có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay làm thoải mái tinh thần hơn. Tại vì đó mới chính là cái điều cần thiết dành cho các bạn ở khoảng thời điểm này. Và hãy quay lại, hãy cố gắng để tìm lại cái con người, cái thần thái hay là cái sự quyến rũ, cái sức hấp dẫn hay là cái sự đỉnh cao, cái vị trí nữ hoàng của mình. Cái đó là cái mà các bạn cần đi tìm ở thời điểm hiện tại này. Hãy quay về yêu thương chính bản thân mình, hãy tập trung vào những cái khía cạnh cuộc sống của mình, theo đuổi lại ước mơ, có những cái sở thích riêng của mình. Dạ. Hãy hướng về công việc, hãy hướng về những cái mối quan hệ cộng đồng, xã hội, hãy hướng đến những cái mối quan hệ mà ở đó khi mà bạn ở bên cạnh những người bạn bè, những người thật sự quan tâm với bạn á, thì bạn sẽ cảm thấy an nhiên, bạn cảm thấy vui vẻ, những người mà có thể nâng cao cái tinh thần của bạn hay là làm cho bạn happy happy á, hãy hãy hướng theo cái đó. Dạ. Hãy có những cái mục tiêu, hãy có những cái theo đuổi, hãy có những cái ước mơ của mình, làm cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn.
Và khi bạn mà bạn làm được cái điều đó rồi á, thì thật ra không hẳn rằng là sẽ phải có một ai đó xuất hiện bên trong cuộc sống của bạn, tại vì bạn đã có một cái sự cân bằng, bạn đã có một sự đầy đủ ở đây rồi. Và cái việc mà cái người còn lại á, ý là một ai đó mới hay không mới xuất hiện hay không á, nó không còn quan trọng với bạn nữa. Cái quan trọng là bạn cảm thấy rất là happy happy với chính bản thân của mình, và bạn vui vẻ, bạn hạnh phúc, và bạn có được cái sự bình yên bên trong bản thân của mình, và cái đó mới mới là cái quan trọng nhất. Các bạn có những cái gọi là có những cái điều rất là buồn, những cái cảm giác rất là tiêu cực trong cái thời điểm này, cho nên là hãy cố gắng lên, hãy hướng về cái sự vui vẻ, hãy có những cái mục tiêu mới, hãy dành cái sự tập trung của mình á, sang những cái hướng đi mới hay là những cái khía cạnh mới trong cuộc sống. Và thay vì mình lúc nào mình cũng tập trung vào những cái nỗi đau và trong tình cảm á, thì hãy để dành cái năng lượng đó, hãy hướng cái năng lượng đó về trong công việc, về những cái sở thích riêng, hay là cái cách nào đó để cho mình tuyệt vời hơn, mình lung linh hơn, mình khỏe khoắn hơn. Các bạn hãy đi tập thể dục, đi tập yoga, đi học vẽ, học đàn, học nhạc, học tranh, hay là tất tần tật những học bơi này nọ đồ, ý là tất tần tật những cái mà làm cho các bạn cảm thấy cái tinh thần của mình lo lắng hơn. Và quan trọng là để hướng cái sự tập trung của mình ra khỏi những cái điều khác. Ở đây các bạn có rất là nhiều lá nói là hãy nghỉ ngơi, hãy có một cái sự thư giãn và đừng quá tập trung vào những cái sự tổn thương đã có và hiện có nữa. Đây sẽ là một cái khoảng thời gian cực kỳ thử thách, cực kỳ chông gai dành cho các bạn. Nhưng mà mình tin rằng đối với những bạn nhận tuổi số 4 á, các bạn rồi sẽ ổn thôi, và cái tương lai phía trước các bạn sẽ làm được điều đó. Tại vì cái khoảng thời gian và cái tương lai của các bạn sẽ nó vẫn còn rất là dài, và chính vì cái điều đó cho nên là cái việc mà rời khỏi một cái mối quan hệ hay là một cái người rời xa khỏi chúng ta, nó không phải là cái sự kết thúc của tất cả. Và trên hành trình của mình vẫn sẽ gặp được những người khác. I have sought. Mình sẽ gặp được rất là nhiều người khác mà bạn sẽ đến, chứ không hẳn là cái người này đi rồi là tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Và I have sought ở đây có nghĩa là nó nói lên rằng là một cái sự khởi đầu mới, một cái vinh quang mới, hay là một cái con đường mới nó đã mở ra rồi, cho nên là hãy có một sự nghỉ ngơi, cái sự sạc pin lại năng lượng để mình sẵn sàng cho một cái cuộc hành trình mới ở đây. Đừng bị gọi là bị mù quáng hay là bị cái sự lưỡng lự ở đây nữa, đừng để bản thân mình bị mắc kẹt nữa. Ok, và đó sẽ là thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi số 4 nha. Và mình đã xong thông điệp dành cho 4 tuổi bài ngày hôm nay rồi, và để nhận thêm thông báo khi có video mới, mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.